Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhận cái đồng token SFO Free trên ứng dụng VNDC. Thì ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 năm 2021, chỉ cần các bạn đăng nhập trên ứng dụng VNDC là các bạn đã có thể nhận được 1.000 cái token SFO này. Và token này thì sẽ được mở bán Launchpad trên ứng dụng VNDC vào ngày là mùng 8 tháng 5. Và những cái bạn từ cấp độ VIP 2 trở lên thì bạn sẽ nhận được là 1.000 cái đồng token SFO này. Đó. Và những cái bạn mà các bạn dưới cấp độ VIP 2 các bạn thì các bạn không nhận được. Còn những bạn mà trên cấp độ VIP 3 trở lên thì các bạn mỗi người sẽ nhận được 10.000 cái đồng token này. Đó, thì mình vừa nhận xong 1.000 cái đồng token SFO. Nó sẽ tự động cộng vào cái ví VNDC của chúng ta. Ok, thì chỉ trong ngày hôm nay thôi nhé. Bạn nào mà chưa nhận thì các bạn có thể lên mở ứng dụng VNDC ra và nhận thưởng 1.000 cái đồng token này. Và video của mình chỉ thông báo cho các bạn thế thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nhé. Và những cái bạn từ VIP 3 trở lên thì các bạn sẽ nhận được 10.000 cái đồng token SFO token này nhé. Các bạn chỉ cần nhấn vào nhận ngay. Đó. Và ngoài ra nó sẽ mời các bạn tham gia cái nhóm SFO token trên Facebook dành cho nhà đầu tư mới. Thì các bạn có thể nhấn tham gia ngay để tham gia cái fanpage cũng như cái nhóm dành cho những cái nhà đầu tư cái đồng token SFO này. Đó. Thì mình sẽ load lại và cái đồng token SFO nó sẽ cộng vào ví của chúng ta, vào ví VNDC của chúng ta. Và sau khi mở bán Launchpad xong thì các bạn có thể giao dịch bán cái đồng SFO này trên cái phần P2P ở đây nhé. Đó. Thì sau khi mà mở Launchpad xong ấy thì nó ở trên cái mục tôi muốn mua hoặc tôi muốn bán thì các bạn chọn ở đây sẽ có thêm cái đồng token SFO thì chúng ta có thể bán.